Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khách sạn Đồng Khánh nằm ở trung tâm khu vực Chợ Lớn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Đám cháy bùng phát vào khoảng 13 giờ 30 phút, xuất phát từ tầng thượng của khách sạn. Nhà hàng Đồng Khánh, nhiều khách và nhân viên trong khách sạn đã hoảng loạn tháo chạy ra ngoài. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều phương tiện, trong đó có xe thang chuyên dụng, kịp thời đến hiện trường để chữa cháy nhiều hướng, ngăn không để xảy ra cháy lan tại khu thương mại Chợ Lớn, trung tâm kinh tế của quận 5. Sau gần 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy khách sạn 3 sao hơn 55 tuổi đời này đang được làm rõ.